Dừng lại. Ngô Đào, dừng lại. Mày nhìn gì? Mày nhìn lại. Nhìn đi. Ban ngày ban mặt mà dám ăn cắp cỏ nha mình. Ba mới cỏ khô có mấy đồng, mày làm gì ghê vậy? Một đồng cũng là tiền. Tao đã nói mày thôi đi. Anh Cần Y Cần U, mở trói cho tụi nó. Con bánh bèo, bạo lực. Dám đánh chế hả? Chế chùi cho cưng hả? Suốt đời ế tàn, ế tạ, ế không ai mê. Chơi với dế đi con bánh bèo ế. Đúng không anh thanh niên? Không ngờ trên cánh đồng cỏ mênh mông này lại có một người đẹp trai như anh. Trời ơi, sao đối xử tồi tệ với BD vậy? Trời ơi, ngựa ơi, cứu chi.